thị trường smartwatch, iPhone từng được xem là con gà đẻ trứng vàng cho Apple khi doanh số lớn của iPhone đã mang về cho Apple những khoản lợi nhuận khổng lồ. Giờ đây, khi mà doanh số của iPhone ngày càng sụt giảm thì một sản phẩm khác có thể thay thế vai trò của iPhone để gánh vác quả táo. Đó là chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch. Hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics vừa công bố báo cáo doanh số trên thị trường Smartwatch trong quý 3 năm 2019. Theo báo cáo này, trong 3 tháng qua đã có tổng cộng 14,2 triệu Smartwatch được bán ra trên thị trường tăng đến 42% so với 10 triệu smartwatch bán ra ở cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, có đến gần 1 phần 2 số smartwatch bán ra trong trong quý 3 năm 2019 là chiếc đồng hồ thông minh của Apple, khi Apple chiếm đến 47,9% thị phần doanh số bán ra. Cụ thể, trong 3 tháng qua, Apple đã tiêu thụ được 6,8 triệu chiếc Apple Watch, tăng đến 51% so với 4,5 triệu sản phẩm bán ra trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của Apple đã bỏ ra xa hãng đứng thứ hai là Samsung. Với chỉ 1,9 triệu smartwatch được bán ra, như vậy, Apple đã độc tôn và hầu như không có đối thủ trên thị trường smartwatch khi tính về mặt doanh số trong quý 3 năm 2019, trong khi các hãng công nghệ Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên thị trường smartphone, thì đến nay trên thị trường smartwatch vẫn chưa có tên tuổi nào từ Trung Quốc góp mặt trong top 3 về mặt doanh số.